Kính thưa bà con cô bác xa gần, sau đây là một truyện ngắn của tác giả HNM. Truyện ngắn mang tên Rằng Tri ơi nhớ quá. Xin bà con cô bác cùng theo dõi. Nhỏ theo gia đình đi lánh nạn cộng sản vô nhà gì, ở ngay góc đường Cao Thắng và Đống Đa. Xe đến Đà Nẵng lúc 5 giờ chiều. Chiếc xe bé nhỏ mà chứa hơn 30 người đứng ngồi la liệt. Nhỏ bước xuống xe trong cơn say sóng giật giờ. Dì nhỏ ôm chầm lấy mọi người với ánh mắt rưng rưng, rồi nhanh chân đi qua quán hủ tiếu Mỹ Thuận. Bên cạnh nhà đặt hàng, khoảng nửa tiếng sau hủ tiếu được đưa đến. Mọi người xì xụp ăn sau một ngày dài đói bụng. Tô nước lèo ngọt sắc, thơm thơm mùi hẹ cộng với sợi hủ tiếu dai mềm khiến ai nấy tỉnh táo hoàn hồn. Cứ như một giấc mơ khi không cả thành phố bỏ chạy, không thương tiếc. Một người nào đó lên tiếng, mọi người tán thành rồi phủ nhau dọn dẹp. Có đến 7 gia đình, cả hai bên nội ngoại, đa số là đàn bà con nít. Mợ nhỏ đại diện bà con lên tiếng cảm ơn Dượng hai. Dượng cười xòe xòa, giọng nói sang sảng. Không có gì, tụi em giúp bà con được chừng nào hay chừng ấy. Nhỏ nhìn Dượng kính phục. Dượng là sĩ quan trong binh chủng biệt động quân với đơn vị có tiếng tiểu đoàn 79 Mũ Nâu. Cũng may ngôi nhà cũ, đồ đạc, tủ bàn không có bao nhiêu, hay là đã dời lên nhà trên, vừa mới làm xong. Chưa kịp sơn quét nên mỗi gia đình thu vén được một góc với 2-3 túi xách áo quần. Sắp đặt gọn gàng xong thì bên ngoài trời tối từ lúc nào, Trăng Thượng Tuần đã thấy bây chị từ nhà trên xuống nắm tay nhỏ hỏi han rồi chúc mọi người ngủ ngon. Nhỏ lục tục theo mấy dì ra giếng nằm đối diện nhà dưới để lấy nước tắm rửa. Nhỏ đang loay hoay với sợi dây gầu xoắn tít thì một bàn tay trắng chắc đỡ vào. Nhỏ ngước mắt nhìn lên bắt gặp một sống mũi cao thẳng. Nhỏ khựng người, trước mắt nhỏ một bóng áo rằn ri đang nhìn nhỏ không nghe nói chi cả. Chỉ thấy rằn ri nhanh tay gỡ múi rối rồi luôn tiện múc cho nhỏ một thùng nước đầy. Mấy thằng nhóc em của nhỏ nhảy ào vô tắm. Còn nhỏ thì lúng cuống tìm lối tránh nụ cười nở miệng của rằn ri. Lúc bước vô nhà, nhỏ loáng thoáng nghe giọng rằn ri nói. Cô bé mắc cỡ hí, hòa với tiếng cười của chị Thảo. Một đêm bình yên trôi qua, nhỏ thức dậy lúc mọi người còn say nồng với giấc ngủ. Nhỏ nhẹ nhàng mở cửa bước ra sân nhà sau. Không gian êm ả, trời xanh và cao. Mùa hè đã tới. Một mùa hè đầy biến động. Bây giờ nhỏ mới có thời gian nhìn quanh ngôi nhà dì. Sân dài và rộng được bao bọc với 4 bức tường xi măng cao hơn đầu nhỏ. Phần trên là những cọc xi măng cao 1 mét, khoảng cách nhau chừng 1,5 mét, nối kết nhau bằng những dây kẽm gai có tới 3 vòng chạy quanh nhà. Trên một cọc sắt góc tường bên trái, ai đó đã tinh nghịch đội úp lên một chiếc nón sắt đã cũ. Nhìn cảnh vật nhỏ nghĩ thầm, nhà quân đội có khác. Nhìn bên dưới chân tường là những bao cát ni lông quân đội căng đầy cát. Ở bên trong, có lẽ để làm hầm tránh pháo kích, mà ở thành phố Huế, nhà nào cũng có. Đống bao cát được che kín bởi tàn cây khế vươn lên cao. Khế đang mùa tra hoa, những chùm hoa nhỏ màu trắng xen kẽ tím và hồng, mà vài chú ong đen với cái bụng no tròn đang bay ra bay vào để hút mật. Nhỏ thoáng thấy mấy trái khế non mới nhú lấp lấp, ánh nắng mai đang dần đậu lại trên vòng cây. Tự dưng nhỏ nhớ nhà, nhớ bạn bè với niên học chưa chấm dứt mà đột ngột bỏ chạy. Nhỏ nhớ ba và anh. Nhớ những người lính trận còn phải ở lại với đơn vị để giữ gìn phần đất còn lại cố mèn địa đầu giới tuyến. Nhỏ ngước mắt nhìn trời cao và lăm râm cầu nguyện cho mọi sự bình yên,
Rồi nhỏ với tay lấy cây chổi quét những ngọn lá vàng rơi đầy trên sân, để cắt ngang dòng suy nghĩ. Lúc nhỏ quay lưng lại định vô nhà thì rằng Ri đứng sau lưng. Nhỏ tự khi nào? Nhỏ lúng túng, nghe trong người một dòng máu nóng chảy lan khắp cơ thể, làm hai má nhỏ đỏ hồng. Nhỏ ôm cây chổi sát vào người, như để bảo vệ mình. Rằng Ri nhìn nhỏ lên tiếng. À, xin lỗi, cô bé. Nhỏ mím môi nhìn rằng Ri không biết nói năng chi. Rằng Ri tiếp lời giọng quảng lơ lớ. Cô bé à, mơ mộng hỉ. Rồi vẫy tay chào nhỏ và đi trở lên nhà trên. Đến trưa, lúc mợ và mấy bà nội trú rủ nhau đi chợ thì chị nhỏ và anh rể đến thăm. Anh rể nhỏ cũng mới từ chiến trường Quảng Trị vào, vẻ hốc hác còn chảy dài trên khuôn mặt. Anh chị cho tụi nhỏ một cọc tiền, vậy là nhỏ có cơ hội dẫn tụi em ra đường ăn quà vặt. Phải 3 ngày sau, nhỏ mới thấy được mặt trước của nhà dì, khoảng sân rộng với mặt tiền căn nhà khoáng đãng bên góc trái. Từ cổng nhà nhìn vào là căn hầm chìm xây cất kiên cố, mà đặc biệt, mặt nổi của hầm được thiết kế như một ngôi nhà nhỏ thu gọn. Mấy đứa con trai đang tụ tập trên nóc hầm để chơi cờ cá ngựa. Bê chị nói với nhỏ, cái hầm đó là do chú Ký vẽ kiểu. Vừa nói, Bê vừa đưa tay chỉ vào một người đàn ông đứng cao ngất trên chiếc thang 4 chân, cầm cuội sơn phết bộ cửa sắt nhà trước, với những cành hoa mai, lan, cúc, trúc. Thì ra, người đó là Rằng Ri. Nhỏ chủ Bê chỉ đi lang thang, mà Bê phải đưa mấy cô ra chợ sắm vài thứ lặt vặt. Thằng em nhỏ đề nghị đi ngược lại đường cao thắng trước, rồi tình cờ nhỏ gặp lại bạn bè cùng trường cùng lớp. Tụi nó vô Đà Nẵng trước nhỏ cả mấy ngày, đang tạm cư trong trường kỹ thuật, nằm cuối đường cao thắng. Cả bọn mừng rỡ tiếu tích hỏi thăm nhau, rồi cùng đi quanh khuôn viên trường cho biết, đồng thời gặp thêm được một số người quen. Đa số dân Huế vô đây lánh nạn, mà không có nhà thân nhân thì tạm cư ở các trường trung học lớn quanh thành phố. Học sinh Đà Nẵng cũng đành nghỉ học và tham gia công tác thanh niên thiện chí để chia sẻ những khó khăn với dân tị nạn. Đó là một nghĩa cử cao đẹp của người dân miền Nam tự do ngày trước. Chia tay lũ bạn bè, mấy chị em nhỏ đi vòng trở lại con đường cũ, ghé nhà chủ Cưu Thanh làm hướng đạo viên. Cả bọn băng qua Đống Đa rồi ra Thống Nhất. Con đường mát rượi với 2 hàng cây sao cao vút, giao đầu nhau. Nắng mùa hè rải rác trên đầu ngọn xuyên qua lá rớt xuống, khiến mặt đường lấp lánh những bông hoa nắng. Đi ra tới bến Bạch Đằng, mấy đứa dành nhau ngồi ghế đá, nhìn sông Hàn nước chảy lững lờ. Nước sông vẫn vô tình trôi xuôi, nhịp sống thành phố vẫn sầm uất xe cộ ngược xuôi, làm như người dân đã quên đi hết những đau thương đổ vỡ của mùa hè đỏ lửa vừa qua, mặc dù thành phố vẫn chen chúc và ngột ngạt bởi lớp người tị nạn. Thấy bóng chiều nghiêng dần, nhỏ mua cho mỗi nhóc một cây kem vừa ăn vừa đi trở lại nhà. Bê chị gặp nhỏ ở cổng và đưa cho nhỏ mượn quyển truyện của Hoàng Ngọc Tuấn, một nhà văn xứ Huế đang ăn khách của tuổi mới lớn, mấy cô cậu ở đất thần kinh. Trong lúc tụi nhỏ tiếp tục chơi cờ cá ngựa, mấy dì sửa soạn lên nhà trên coi tivi, thì nhỏ ngấu nghiến đọc truyện. Nhỏ linh tính có ai đang nhìn mình thì đúng vậy. Lúc nhỏ nhìn ra cửa sổ, nhỏ thấy bóng Rằng Ri lướt nhanh đi vô nhà, kéo ghế ngồi đối diện nhỏ, rồi tự nhiên bắt chuyện. Rằng Ri hỏi nhỏ trống không, tại sao không lên coi tivi? Nhỏ nghe chân tay cuốn quýt, nhỏ vén tóc che một bên má để giấu nỗi thẹn thùng. Rằng Ri gõ tay lên mặt bàn tiếp tục hỏi gặn, nhỏ mím môi đáp bừa, tại sợ cột nâu quá. Rằng Ri bật lên cười khanh khách, gật đầu nhìn vào đôi mắt nhỏ và hỏi tiếp. Cô bé tên chi hỉ? Nhỏ lý nhí trả lời. Dạ, nhỏ. Rằng Ri dựa người vào thành ghế rồi ôn tồn nói. Nhỏ mà lý lắc quá hỉ.
Mà không dám nhỏ đâu, tuổi này cũng phải 17 bẻ gãy sừng trâu rồi. Lần này thì nhỏ, dương đôi mắt tròn xoe nhìn Trần Ri ngạc nhiên vì Trần Ri đoán trúng phốc tuổi của nhỏ. Tự dưng cả hai cùng im lặng thật lâu, chừng khi nhỏ nghe tiếng hát nhịp nhàng của Trần Ri cất lên. Hãy nói giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy hiểu giùm tôi. Nhỏ ngước mắt nhìn Trần Ri và nghe tim mình đánh trật nhịp. Nhỏ giả vờ cúi nhìn trang sách đọc tiếp, mà hàng chữ thì như nhảy múa trước mặt nhỏ. Trần Ri khe khẽ gọi. Nhỏ, nhỏ đang đọc truyện chi rứa, kể anh nghe với hỉ. Môi nhỏ mấp máy bật lên một tiếng A, khi nghe Trần Ri đổi xưng hô, rồi nhỏ lấy sách đưa lên che ngang mặt để Trần Ri đọc tên tựa sách ở trang bìa bên ngoài. Biết nhỏ mắc cỡ, Trần Ri lấy ngón tay ấn đầu sách xuống, nhìn dịu dàng vào đôi mắt nhỏ thật lâu rồi thì thầm. Ở một nơi ai cũng quen nhau. Có thật vậy không hả nhỏ? Hỏi xong, Trần Ri đứng bật dậy, vẫy tay chào và chúc nhỏ ngủ ngon. Trần Ri bước đi để lại cho nhỏ một nỗi bồi hồi, nuối tiếc. Lòng nghe lao xao như một mặt hồ bị gợn sóng. Mà Trần Ri là người đã ném xuống những viên sỏi nhỏ. Thời tiết càng lúc càng oi nồng, ngột ngạt. Thím Ngà ngồi ở bậc cửa hóng gió, lên tiếng than vãn. Trời ơi là trời, đánh đá chi không mà phải bỏ nhà bỏ cửa mà chạy ri trời. Ba thằng tí ra ra ngoài mà không nghe tin tức chi hết. Vừa lúc Dượng Hai từ nhà trên đi xuống, Dượng lên tiếng đùa. Mấy dì cứ yên tâm ăn ngủ, xa nhà mới hơn 2 tuần mà đã la làng. Có làm lính như tụi tôi xa nhà hàng tháng thì có nước khóc ròng hi. Mọi người cười vui vẻ theo lời nói của Dượng. Dượng Hai là người có tiếng sống có tình với họ hàng. Nghe lính của Dượng kể, Dượng cũng là một con người đa cảm. Dượng đi tới đâu thì có người thương Dượng tới đó. Và dì nhỏ thì tính tình sợ lợi từ tâm, có tay bươn chải giỏi. Mọi chuyện dì đều giải quyết êm đẹp, nên mọi sự đề huề. Đơn vị của Dượng đang thời kỳ dưỡng quân đang đóng đâu đó quanh thành phố sau mùa hè đỏ lửa vừa qua, mà chứng tích vẫn còn đậm màu trên màu da trắm nắng của Dượng. Nhỏ để ý thấy vài ba ngày Dượng về sinh hoạt với gia đình, thỉnh thoảng lính của Dượng thì từng tốp thay nhau đến nhà Dượng dùng bữa trưa, mà dì và con cái trậu tài nấu nướng. Họ là những người trai tuổi đôi mươi, ca hát cười đùa hồn nhiên. Có gần gũi họ mới biết tâm hồn họ cũng trong sáng, giản dị chân thành với quân phục chỉnh tề, cử chỉ nhanh nhẹn, mà chỉ vì màu áo Trần Ri. Với phù hiệu cọp đen khiến bên ngoài xã hội có một số người đã nhìn họ với con mắt e dè. Họ đến và đi, ít nhiều gì họ cũng đã để lại trong lòng mọi người những nhớ nhung nuối tiếc. Lúc mợ nhỏ đi chợ về, nhỏ đón lấy hoa quả để sắp đặt cho đêm nay cúng rằm. Thì ra hôm nay đã là ngày 15, nhanh thật, nhỏ quên cả ngày tháng. Đêm rằm trăng sáng vằng vặc khiến nhỏ nghe nhớ nhà. Nhớ mấy giây leo mồng tơi leo quanh hàng rào nhà nhỏ với những ngọn lá to bản dày và xanh mướt ướt láng ánh trăng khuya. Nhớ cây dừa đầu hiên nhà mà vào dịp Tết Mậu Thân trong một cuộc giao tranh nhỏ giữa các anh lính dù và bộ đội Bắc Việt. Nơi ngã tư ngay góc nhà của nhỏ ở vùng Tây Lộc, một viên đạn pháo đã quét sâu ở gốc cây một mảng lớn to bằng chiếc đồng hồ treo tường. Vậy mà cây dừa vẫn ngạo nghễ vươn lên, nghiêng mình xuống bờ ao trong những đêm trăng sáng. Đang ngồi nghỉ vớ vẩn, thì nhỏ thấy bóng Trần Ri xuất hiện gọi nhỏ qua cửa sổ. Nhỏ ơi, có ai hỏi nhỏ ngoài cổng trước? Nhỏ vòng qua cái giếng theo lối đi hẹp bên hông nhà, trên để đi ra cổng. Đi chưa hết lối, nhỏ thấy Trần Ri từ xa tiến lại, rồi giang tay chặn đường nhỏ. Đứng lặng người, bóng Trần Ri cao và gầy lặng lẽ đặt vào tay nhỏ một gói quà. Còn nhỏ thì đứng yên bất động, nghe giọng Trần Ri lùng bùng bên tai. Không ai hỏi nhỏ hết, anh là người hỏi nhỏ,
Nhớ ngậm những viên này để nhớ anh. Tay rằng ri xoắn chặt tay của nhỏ. Nhỏ nghe không gian như lắng động, thời gian như ngừng trôi. Dịu dàng nhỏ ngước mắt nhìn rằng ri lý nhí nói cảm ơn. Rồi hỏi rằng ri với hơi thở dồn dập. Tối nay rằng anh không về nhà. Rằng ri ghé sát tay nhỏ thì thào. Vì anh sợ nhớ nhỏ. Nói xong rằng ri xoay người bước nhanh. Nhỏ nhìn theo ngẩn ngơ, rồi quay lưng đi trở vô nhà mà nghe hồn sóng sánh. Đợi cho nén hương thật tàn, nhỏ đem hoa quả vô nhà bếp cất và nhẹ nhàng mở quà của rằng ri ra xem. Một gói ô mai, nắm chặt trong tay như sợ ai nhìn thấy nhỏ gọi thầm, rằng ri ơi ghét quá. Rồi tiếng bê chị ríu rít gọi nhỏ lên nhà trên, ngồi chơi cùng một lúc. Nhỏ nghe một giọng hát trầm ấm vang lên. Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, trừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu, một đêm thiết tha rồi ta xa cách. Nhỏ đứng lặng người dưới bóng trăng xanh, rằng ri ôm đàn hát say sưa bản trăng mờ bên suối, như đang gợi gắm tâm sự về đâu. Mọi người yên lặng lắng nghe. Nhỏ kín đáo đưa mắt nhìn rằng ri đang hát thật nhiều. Đến lúc trăng lên cao, mọi người mới đi ngủ. Trong giấc mơ, nhỏ thấy bóng rằng ri với nhiều mộng mị êm đềm với một mùa hè hạnh phúc. Rằng ri ơi, có phải nhỏ đã yêu khi mà những sáng rằng ri đến trễ là lòng nhỏ mong ngóng. Những lúc rằng ri sửa soạn ra về là nhỏ đến ngồi bên sông cửa để chờ đợi cái nheo mắt của rằng ri gửi tới nhỏ. Những tờ giấy mỏng trôi dần khỏi cuốn lịch. Mới đó mà nhỏ ở Đà Nẵng đã 5 tuần. Mọi người tính chuyện trở về Huế. Dân chúng cũng lần lượt hồi cư. Mặc dù biết trước điều đó sẽ xảy ra, nhưng lòng nhỏ bỗng nghe chùng xuống khi mợ nhỏ quyết định 2 ngày nữa ra về. Hồng nhỏ thẫn thờ, lòng băn khoăn suy nghĩ. Có nên nói lời chia tay với rằng ri? Ngày vui thì qua mau, mà niềm vui nhỏ bên nhau thì quá ngắn ngủi. Còn rằng ri thì dường như không biết ngày chia tay đã đến. Thôi thì nhỏ đành im lặng giấu kín tâm tư. Thấy rằng ri đem chiếc bàn học ra sân sau phơi nắng. Lỡ lúc rằng ri đi ăn cơm, nhỏ kiếm cây tâm nhỏ viết vội một chữ buồn lên mặt bàn còn ướt nước sơn. Buổi chiều, mây đen vần vũ kéo tới. Trời như muốn đổ cơn mưa, nhỏ thấy rằng ri khiêng bàn vào cất và hỏi mợ nhỏ. Nhỏ nào chơi nghịch viết một chữ buồn lên mặt bàn, chữ đẹp như rồng bay phượng múa rứa mợ hỉ. Nhỏ nép mình vào vách tường nhà, nghe giận hờn vô vơ, thầm trách rằng ri sao vô tình quá. Không hay rằng ngày mai là ngày nhỏ đã xa rằng ri, hay là rằng ri đã quá quen thuộc với những cảnh sinh tử biệt ly. Mọi người thức dậy khi trời còn mờ tối, ai cũng nông nao trở về, lục đục khiêng đồ ra sân trước chờ xe đến. Bác Tài kêu mọi người lên xe, ngồi yên vị trí. Mặt ngoài ai cũng hớn hở vui tươi, không còn vẻ hoảng hốt như ngày bỏ Huế mà đi. Riêng nhỏ thì lòng dạ bồng chồn, xe sắp chạy mà bóng dáng rằng ri chưa thấy đến. Nhỏ chọn chỗ ngồi sát ô cửa, để mong thấy rằng ri lần cuối trước khi ra về. Trên đường, xe cộ ngược xuôi tấp nập, có rất nhiều bóng dáng mũ nâu đi trên đường. Nhỏ đón họ đang đi đến đơn vị, mà chừng như Đà Nẵng là lãnh địa của lính Cọc Tren. Vẫn chưa thấy bóng rằng ri, nhỏ nghe lòng hồi hộp đợi chờ. Rồi nhỏ lẩn thận trách mình, hôm qua không mạnh dạn giả từ rằng ri để hôm nay được nhẹ lòng. Bác Tài đập tay vào cửa xe nhắc nhở mọi người giữ trật tự, rồi cho xe nổ máy. Xe lăn bánh, nhỏ thấy trời đất như tối lại. Lúc xe chạy đến ngã ba Cao Thắng và Đống Đa, bắt đầu quẹo phải. Nhỏ chợt thấy bóng rằng ri cỡi xe Honda ở phía bên kia đường, đang chạy về phía nhà dì nhỏ rồi khuất dần. Nhỏ nhắm mắt gọi thầm, chặt tri ơi, ghét quá. Trở về Huế là trở lại với trường lớp học hành thi cử. Lòng nhỏ nhớ rằng ri không nguôi, mà nhỏ ôm kính trong lòng bỗng trở nên quay quắt khi nghe tin tức chiến sự hàng ngày trên radio.
Mặt trận Thường Đức bùng nổ với sự tham dự của tiểu đoàn 79 biệt động quân. Tim nhỏ nhói đau khi nghe tin chiến trường càng ngày càng sôi động. Rằng Ri ơi, biết anh có còn không trong trận chiến khốc liệt ấy. Lộc nhỏ chơi vơi theo ngày tháng, rồi miền Nam tan tác chia ly. Một cơn sóng lớn từ phía Bắc kéo đến đã cuốn trôi tất cả. Bao nhiêu nhân mạng, bao nhiêu giá trị tinh thần đẹp đẽ của miền Nam tự do đã bị xóa nhòa trong cơn đại hồng thủy. Chiến tranh quốc cộng đã làm cho quê hương nhỏ rơi vào vòng chinh chiến điêu linh. Bom đạn đã cày nát quê hương nhỏ. Biết bao thế hệ thanh niên đã gục ngã để bảo vệ mảnh đất miền Nam tự do. Có những địa danh với những tên tuổi thật đẹp. Đông Hà, Quảng Trị, Hiệp Khánh, Tam Giang, Thượng Đức, Tĩnh Giang, Tam Quan, Bồng Sơn, Lệ Minh, Công Tâm, Bình Long, An Lộc, Thiện Ngôn, Khiêm Hạnh. Mà nhỏ vẫn hằng tha thiết nhớ. Nhớ những chàng trai áo trận bạc màu đã hy sinh tuổi xuân để gìn giữ tự do cho quê hương tổ quốc. Nhỏ cầu nguyện cho linh hồn các anh được siêu thoát. Ơn trên xóa tuổi hận cho những người không may đã vùi thân trên khắp các địa danh lịch sử. Và nhỏ, dù đã mấy chục năm qua mà vẫn nhớ hoài. Mùa hè đỏ lửa 1972, với cái tuổi 17 của nhỏ, có bóng dáng Rằng Ri, người đã cho nhỏ những rung động đầu đời của tuổi mới lớn. Người lính Rằng Ri mà tâm hồn rất đổi thơ mộng. Ơi Rằng Ri ơi, nhớ quá, anh có còn hay đã mất, người lính trẻ Việt Nam Cộng Hòa dấu ái. Truyện ngắn Rằng Ri ơi, nhớ quá của tác giả HNM đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn chị HNM và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.